có ba hướng tâm. Cái đầu tiên hết đó là rút quản trị khởi nghiệp có thể tạo ra được một cái môi trường và một cái nhóm, một cái cộng đồng liên quan tới kinh tế và phát triển sạch, đúng không? Cái thứ hai là nên chăng là tạo ra một cái quỹ để giúp cho các cái doanh nghiệp startup để có thể có cái điều kiện mà tham gia và tạo ra được sản phẩm hay dịch vụ của mình đóng góp một cách tích cực hơn, đúng không? Còn ý thứ ba đó là có liên quan tới phần này ha. Vậy thì mình trả lời hai ý đầu ha. Rồi ý đầu tiên hết á thì mục tiêu của group quản trị và khởi nghiệp đó là giúp cho các doanh nghiệp nâng cao cái chất lượng cái kiến thức và kỹ năng quản trị để nâng cao được cái hiệu suất làm việc trong từng tổ chức và cái nâng cao năng suất của tổ chức đó và sức cạnh tranh của tổ chức đó. Thành ra khi tham gia vào group này, các bạn sẽ có cơ hội tiếp cận và tiếp nhận rất nhiều nguồn thông tin, rất nhiều chuyên gia, rất nhiều những người đi trước và thậm chí những người cùng kinh doanh cùng với mình. Thì cái bể thông tin này là bể thông tin cực kỳ lớn để chúng ta có thể nhúng mình vào và từ đó tiếp nhận và chọn lọc rồi chọn lựa cái phù hợp với mình. Tôi cũng nói luôn là thứ bảy này có một cái hội chợ giao thương, nếu bạn tham gia được ở C-Hub 273 Điện Biên Phủ thì đây cũng là một trong các hoạt động mà chúng tôi tạo ra để hình thành, gây dựng và phát triển các cộng đồng, và cộng đồng cho sinh thái xanh cũng là một trong các cộng đồng đã, đang và tiếp tục được phát triển. Hôm qua, tối qua thì tôi ngồi với anh Lâm Viên, và anh Viên ảnh cũng đang thúc đẩy cái chương trình về nông nghiệp và các cái việc mà cân bằng với tự nhiên, thì các bạn có thể tham gia với group và chú ý các cái thông tin trên group, và thậm chí là với cái tính năng động của mình là tham gia một cách tích cực hơn, thậm chí là trở thành người đứng của mỗi một cái group nhỏ, mỗi một cái cộng đồng nhỏ vậy, thì tôi tin rằng nó sẽ phát triển. Điểm thứ nhì là cái quỹ, thì ở Việt Nam cái cơ chế tạo quỹ là nó cũng hơi phức tạp. Còn những cái quỹ chính thức mà người ta đang chạy trên thị trường, ta đã có cái gọi là pháp nhân và có khả năng hoạt động rồi, thì hiện giờ cái số mà thực sự quan tâm vào mảng này là chưa nhiều. Thành ra theo tôi thì nó phải mất thời gian để cái nhận thức nó đủ lớn thì người ta mới có thể mạnh dạn đầu tư được. Nhưng mà nhận thức đủ lớn hay không phụ thuộc vào chính cái hệ sinh thái này, chính các bạn. Khi mà các bạn thể hiện được cái năng lực của các bạn để người ta tin thì cái khả năng đầu tư nó sẽ cao hơn. Thì đó là hai ý ban đầu. Ý thứ ba là về quản lý.